chạy bộ 10 vòng công viên cũng được nữa Phước. Cô nghe nói là con kiêng không được ăn những thức ăn có nhiều mỡ, cho nên con ăn đi. Cứ ăn hết quả trứng gà, coi như là mình đã ăn xong một con gà, thế là được. Chú nhịn đi, chú mập lắm rồi, mỡ quá chân kìa, giảm cân. Trời ơi, cho em ăn bữa cuối vậy hai, rồi em giảm cân. Anh giảm cân liền cho em. Ăn cái này nữa nè ha. Nè, em ăn thêm cái này có rau này cho nó đỡ ngán. Không cần, không cần. Vậy ngon rồi. Em lấy cái hai gì nữa nha. Ủa sao không ăn hết đi rồi hắn kêu nữa. Ngon, cái quán người ta làm trọng lắm. Rồi kêu giờ nó kêu ăn. Ủa cháu làm gì vậy? Nè, mày là người chứ không phải là bán ra mày lạnh tanh vậy nha. Sáng giờ là kiểm tra đàng hoàng rồi đó. Gan của anh không được. Ủa sao vậy? Mắc gì không được? Thì tưởng là anh em ruột chắc là hợp mà. Gan của anh bị nhiễm mỡ rồi. Nhiễm mỡ á? Mày có lộn ai vậy? Tao săn chắc như vậy, đâu bị nhiễm mỡ vậy? Săn chắc hả? Anh nhìn đi, mỡ cả tảng đây nè. Anh lo giảm cân cho em ngay đi. Hên cho anh đó là đi kiểm tra, chứ không là anh cũng tôi rồi. Bình dì Hai. Trời ơi dì Hai. Nè dì Hai ơi, thôi mà dì Hai em ăn bữa cuối dì Hai. Sáng giờ em nhịn ăn em chết nghiệm rồi, trời đánh tính bữa ăn dì Hai ơi. Buồn ra, chú nhịn đi. Chú mập lắm rồi, mỡ quá chân kìa, giảm cân. Đi về, em ơi cho chị Hai cái hộp, tính tiền luôn. Trời ơi cho em ăn bữa cuối dì Hai, rồi em giảm cân. Anh giảm cân liền cho em. À. Dậy. Mẹ đang ngủ mà. Bây giờ muốn ngủ hay là muốn ăn phở gà? Phở gà gì? Phở gà. Bây giờ muốn ăn phở gà thì đánh răng rửa mặt rồi đi ăn phở gà. Hả? Nhanh lên, phở gà, phở gà. Phở gà, phở gà. Phở gà đánh răng rửa mặt nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên. Từ từ đi. Mày lừa tao. Trời, tao mà không lừa mày sức mấy mày chịu đi tập. Mày bị lấy cái bệnh lố của mẹ mày rồi. Thì cùng lắm 2-3 giờ tao dậy tao tập thôi. Trời ơi vô số tôi khổ quá vậy nè. Khổ cái gì mà khổ, mày nên nhớ một ngày mày chạy 10 vòng công viên là coi như mày cứu anh Ngọc rồi. Cứu thì cứu, nhưng phải cho tôi chuẩn bị tinh thần chứ. Chuẩn bị cái gì? Đợi mày chuẩn bị tới anh Ngọc lên đường luôn quá. Kéo mày như vậy mày còn chưa chịu tập nữa. Chạy đi. Ê, dừng lại đi. Vậy? Mày về đi, tao tự đập được. Mắc cỡ quá. Gì đâu mắc cỡ cái thằng này. Mày nên nhớ là mỗi bước chạy của mày sẽ mang cái lá gan khỏe mạnh tới cho Ngọc, hiểu không? Tập đi, hôn lớn cho tao nè. Bỏ mỡ trong gan, an nhàn sống tiếp. Lên đường. Ê, gì dở dữ vậy? Mày cứ làm theo lời tao đi. Tao nói thiệt á, anh Ngọc mà biết mày cho gan á, ảnh sẽ vui lắm á. Thiệt không? Thiệt. Thì lúc đó anh sẽ thương tao nhất đúng không? Ừ. Tao sẽ là số 1 đúng không? Đúng rồi. Thương mày nhất, thương mày suốt đời luôn, tại mày xịn quá mà. Ê, mà nếu gan mày không còn nhiễm mỡ mà mày không cứu anh Ngọc á, là tao nghỉ chơi mày luôn á, tao nói thiệt á. Yên mà. Nhanh lên, tăng tốc nha. Thôi. Đừng. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Con nữa. Ui giời ơi. Ui, gà. Ui. Cái thằng này thiêng nhở. Nó mò về đúng vào bữa ăn ấy. Con gọi nó à? Không có kịp gọi đâu. Này okay. Cô để phần mày. Cô úp cái giá trên bếp đi kìa. Của con đó. Ăn hết đi nhá. Thiệt luôn? Ừ. Trời ơi, cô ông đúng là quan tâm thế thế mà. Ủa, đâu phải. Đâu cô? Đó, đấy nè. Cô nghe nói là con kiêng không được ăn những thức ăn có nhiều mỡ, cho nên con ăn đi. Cứ ăn hết quả trứng gà, coi như là mình đã ăn xong một con gà, thế là được nhỉ. Cô mẹ, nhưng mình cho nó ăn chút xíu được không mẹ? Chứ con nhìn nó thấy con nghiệp quá. Đúng rồi cô, tội con lắm. Con miếng đâu cũng được nữa. Mày cứ thế thì làm sao mày giảm mỡ được. Đâu vậy thôi, con không ăn nữa đâu. Ừ. Thằng Ngà nó phải nhịn ăn, nó phải ăn kiêng. Chứ còn con có phải kiêng khem gì đâu mà con phải nhịn ăn. Ăn đi, ăn nhiều vào này. Tại con với nó là bạn bè. Nhìn nó vậy con ăn nữa không nở xíu nào quá. Bạn bè gì cái thằng rời đánh này. Ừ. Thôi nếu con không ăn để mẹ cất đi, mai ăn. Khoan mà. Bạn, mình xin lỗi bạn. Mình đành phải ăn tiếp tục thôi. Tại vì gà mà để qua ngày mai ăn sẽ không còn ngon nữa. Mình xin lỗi bạn. Gà rất ngon đó mẹ. Thơm nhỉ. Ăn luôn. Cái thằng mất trí này. Trời. Ôi giời ơi. Con miếng gà mà Phước. Mày cứ như thế này ý, thì có mà đến Tết Congo cũng không giảm được làng mớ nào. Tao tạo một miếng đâu ý. Cái mùi nó thơm quá, tao chịu không có nổi. Một miếng tao chạy bộ 10 vòng công viên cũng được nữa Phước. Mày đừng có gạt tao nha. Nhìn tao đi. Mẹ, mẹ tin bạn cũng một lần đi mẹ. Một miếng chút xíu thôi. Ôi kìa, không có miếng có da nè. Thấm cái này nè ông ơi. Trời. Bây giờ thì chạy 10 vòng công viên. Bắt đầu. Đứng lại! Đứng lại đồ con gà! Đứng lại đồ con gà! Nè! Mày đang làm cái gì vậy hả? Ủa vậy là công sức bữa giờ chạy bộ đổ sông đổ biển hết hả? Mày không thể nào nhịn ăn một bữa sao nè? Là hôm nay anh Ngọc có chuyện gì sao? Hả? Cái thằng trời đây! Thằng vô tích sự! Mày không thể nhịn ăn được hả con? Mà mày đã ăn bao nhiêu gói rồi? Ăn bao nhiêu gói rồi hả? Tao không nghĩ là mày tệ như vậy luôn đó nè! Mày thực sự không nghĩ tới anh Ngọc hả? Hả? Em nghe là chị Hạnh. Hả? Cái gì? Em biết rồi, em biết rồi. Làm sao? Anh Ngọc xỉu phải vô bệnh viện cấp cứu rồi kìa. Trời đất ơi! Anh ta bị sao? Anh Ngọc vô cấp cứu đó. Mày đánh tao đi Phước. Mày đánh tao mạnh đi Phước. Không. Đánh mày giơ tay hay gì? Nếu mày thương anh Ngọc á thì mày nên ngậm cái miệng lại mà lo giảm mỡ cho gan đi. Trời ơi, mẹ sẽ đánh chết nó, mẹ sẽ đánh chết cái thằng này. Đánh chết cái thằng này đi. Mày đừng quan tâm tới hành vô tình vô nghĩa này nữa. Mày đúng là hành tồi tệ. Đi mà. Bỏ ra. Mày tệ lắm kìa. Mày là đồ con em. Mày là đồ con em. Phước. Vậy? Đưa tao tới chỗ không có ai đi. Hả? Sao? Suy nghĩ kỹ chưa đó? Kỹ rồi. Nhất định lần này tao sẽ làm được. Chi được cái mạnh miệng. Nói được thì phải làm được đó, nghe chưa? Con sẽ làm được. Cô đừng có xem thường con như vậy. Trời ơi, ai mà dám xem thường anh. Tôi còn đang cầu trời khấn Phật để cho anh giảm được mỡ đây nè. Cô cứ đợi đó, nhất định anh hai sẽ tự hào vậy con. Hai người đi về đi, đừng có làm phiền nữa. Nhớ khóa cửa lại chặt vô. Ê, mình chỉ tin bạn thêm một lần này nữa nha bạn. Nè, lần này mà còn giở trò nữa, chết với tôi đó, nghe chưa? Gán lên bạn Hiền. Một hai Xem Cây Táo Nở Hoa, phim truyền hình Việt hot nhất 2021 trên VieON và còn có cơ hội giành được hàng trăm quà tặng mê ly. Phiếu mua hàng siêu thị mã code VieON VIP, xem thêm chi tiết về thể lệ trên fanpage VieON, tải app xem ngay, trúng quà mê say.